Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con chào Cô Ni xin được đọc bài kệ trong phần thứ 12. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa có tỏ trật. Thấy nghe một miệng chiêng ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc dòng học thần cùng nam nữ, báo thời chết sai vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Chỉ thọ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rè, đến không nghĩ đến đều không biết. Nhỏ giữ đường lành ở đâu làng, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cả thơ trên lưỡi biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào. Đầu xã thử không ra mau, nếu được không luôn lòng kính ngưỡng. Thành ký Bồ Tát vứt đầu trao, Bồ Đề vô thượng bằng tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng nghi lớn, trước nên chiêm lễ đệ sĩ hình, nghe thân quy y đứng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chứ không hề ngăn trở nặng, bao nhiêu mong ước sở viên thành. Có kẻ phát tâm tục kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu lộc hội lớn trọng mỹ mạn, đồng được biên giới luôn sốt mất. Người này nghiệp chứ nó là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngoại cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bế trước tự cách một ngày đêm bưng lấy uống, xanh lòng ăn chẳng cư ngũ tân, diệu tỳ tà doanh cùng rồi luộc. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Trên ba thấy rõ tôn dung hiện, thức vừa liền đặng trí khô lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau chợt nhớ sai. Chỉ nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nhập khổ lại ốm đau, cửa nhà hoang lại người lìa nhau. Mấy mộng mì không ăn giấc, cầu muốn học hư chẳng đường nào. Gốc lòng chiêm lễ địa tạng này, bao nhiêu việc ác thể tiêu ngay, những để chiêm bao đều an cả, vì thần phò hộ của dư xài. Dừng muốn vượt, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nghi giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn khó lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng. Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong. Ác tai tiêu sạch thường an sướng, quán âm lòng nghe ta nói rõ. Địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh. Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi giác pháp giới, rốt giáo thành Phật sanh từ khỏi. Quán âm nên biết gắng tuyên bày, tuyên khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hết, con xin được đọc hồi hướng. Con xin hồi hướng hết công đức đọc thuộc ba bài kệ này đến cho tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiên căn phước đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai.